Ngày hôm nay là ngày hội Long Vân của Đức Quốc Mẫu. Tất cả bản dân thần xứ của chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi nhiệt chào mừng cái ngày hôm nay, vì nó là cái ngày hội trăm năm cổ truyền của dân tộc và cũng là cái cổ truyền của hội Thiên Đức chúng tôi. Ra địa dân dân địa phương chúng tôi rất chi là phấn khởi, vì ngày hôm nay là ngày đại thắng tốt, là ngày 8 tháng 3 là cái ngày kéo chữ để kỷ niệm lại cái ngày quốc thái dân an của cổ truyền của dân tộc chúng ta và cũng là cổ truyền của dân tộc của cái xã Kim Thái chúng tôi, để dâng lên Đức Quốc Mẫu để xin Đức Quốc phụ cho bách gia cho họ của được mạnh khỏe bình an. Và cái chữ ngày hôm nay chúng tôi kéo bộ chữ là quốc thái dân an, là biểu thị cho toàn thể của tổng thể của cả một cái đất nước của chúng ta được an toàn mạnh khỏe bình an và làm ăn phát đạt và được mọi sự ý. Nhà đèn hôm nay ngày 8 tháng 3 năm Bính Thân, phủ dày lại được tổ đại diện hơn 300 tráng sĩ xin phép được thể hiện bốn chữ bộ chữ quốc thái dân an. Buổi kéo chữ được xin được phép bắt đầu. Tất cả các khắc sĩ chú ý, khi vào phần kéo chữ tất cả các khắc sĩ nghiêm chuẩn bị làm lễ mẫu ba lễ. Tất cả các tráng sĩ chú ý, hôm nay chúng ta đi từ cửa phía nam tập kết để về cửa phía bắc, lần lượt từng hàng một. Nguồn gốc hội kéo chữ của phần chúng tôi là trước đây chúng tôi là những người dân bản xứ, đeo đói nghèo khát quá khổ, đi dân chúng tôi để đi lên trên như thế là sông của trên Hà Nội để như thế là đắp đê, nhưng được Đức Quốc Mẫu dẫn dắt và Đức Chúa Trịnh đã thấy trên đường về tạ lễ và xin cho dân chúng tôi để được như thế là đắp đê hoàn chỉnh và cho cứu đói cho dân chúng tôi. Và khi về tới đây thì Chúa Trịnh đã về và thấy Đức Quốc Mẫu đã phù hộ độ trì cho được hoàn thành đắp đê xong, thì Đức Quốc Mẫu chúng tôi được như thế là dâng lên là kính dâng Đức Quốc Mẫu, lấy gậy gộc ao cho quốc sẻng để dâng lên kéo chữ. Thì chúng tôi nguồn gốc này chúng tôi cứ tiếp tục, dân tình chúng tôi cứ thế mà một nguồn gốc để theo để kỷ niệm cái ngày trăm năm, là cái ngày 8 tháng 3 là cái ngày quốc thái dân an của dân từ của bản hội chúng tôi và nhân dân tôi rất chi là phấn khởi. Tôi thì năm nào cũng đi về lễ hội phủ dày trong cái dịp mà tỉnh Nam Định và cái huyện Vụ Bản này mở lễ hội phủ dày thì tôi đều đi. Thứ nhất là đi về mặt tâm linh thì là chúng tôi đi lễ hội để nhớ đến các cội nguồn của tỉnh Nam Định nói riêng và của Việt Nam nói chung. Là người uống nước nhớ nguồn thì luôn luôn nhớ về các vị lễ hội, là vị phủ dày này thờ vị Liễu Hạnh, là một trong bốn tứ bất tử của Việt Nam. Và trong những buổi đi lễ hội này thì tôi thấy là thấy khung cảnh lễ hội rất đông vui, và bà con không những ở tỉnh Nam Định và tất cả các nơi trên đất nước Việt Nam đều về giữ lễ hội phủ dày và để ôn lại những cái công lao của các vị tiền bối.
được sự nhất trí của ban tổ chức lễ hội thì phủ chính năm nay chúng tôi là xếp chữ quốc thái dân an, lại mẫu là cái chữ là hàng năm là cứ vào ngày 8 tháng 3 âm lịch là phủ chính của tôi lại tổ chức là kéo chữ xếp chữ là các cái tráng sĩ hoa hội trượng là đền ơn mẫu ngày xưa là dân phu dân vụ bản chúng tôi là đi phu đắp phu tạp dịch và bà Phùng Thị Ngọc Đài là người ở Cộng Hòa thì có xin với triều đình xin với chúa nguyện chúa Trịnh nhỉ xin chúa Trịnh để cho là dân vụ bản là không phải đi phu tạp thấy chưa dân vụ bản đói nghèo và đang ăn cám để đắp đê thì là cháu cám hay đắp đê thì bà Phùng với thằng Thị Ngọc Đài là thương con gái dân ở địa phương mới tâu với chúa Trịnh để xin cho dân ở vụ bản là không phải đi đắp vu đắp đê nữa thì để đền ơn bà Phùng Thị Ngọc Đài có xin với vua được miễn này dân vụ bản không phải đi đắp vu đắp đê thì hàng năm là đền ơn mẫu là dân cho nên là có xếp cái ngày xưa là thường là xếp mai gậy quốc xẻng nhưng bây giờ thì tân tiến hơn thì là xếp gậy hoa hội trượng. Hôm nay thì chúng tôi rất là hài lòng vì là nếu nói là 3 ngày tổ chức ngày mùng 4, mùng 5 rước đuốc, ngày mùng 6 rước mẫu đi thỉnh kinh và nhất là hôm nay là ngày cuối cùng là phủ chính tôi là tổ chức xếp chữ thì thời tiết rất là mát mẻ, thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên tất cả du khách thập phương cũng như là đền phủ chúng tôi rất là phấn khởi, rất là biết ơn mẫu đã cho một cái thời tiết rất là mát mẻ để bà con thập phương về dự lễ hội và tổ chức cái lễ hội cho được thành công tốt đẹp. Ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch nhưng mà bây giờ là hàng năm là nhà nước là cũng cho ngắn bớt lễ hội lại thì tổ chức bắt đầu từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 8 thì là ngày mùng 3 là ngày khai hội là và ngày mùng 4 là đi hát chầu văn, ngày mùng 5 tối mùng 5 là phủ chính tôi tổ chức rước đuốc và ngày mùng 6 là rước mẫu thỉnh kinh và hôm nay là ngày mùng 8 là ngày xếp chữ thì chúng tôi kính mong tất cả du khách thập phương cùng con nhang đệ tử và tất cả dân thôn bản hạt là cũng tạo mọi điều kiện để là về để dự tổ chức lễ hội và để cho nhà đò đền chúng tôi là rất là vinh dự để đón khách thập phương về dự lễ hội và cũng xin rất mong mẫu độ cho được quốc thái dân an, gia đình được an khang thịnh vượng và gặp vạn sự may mắn. Vì là ở đền phủ đây là cái vấn đề tâm linh, lạy mẫu cho con cái thì ai cũng muốn hướng về tâm linh. Cho nên tất cả con nhang đệ tử rồi quý khách thập phương xa gần cũng như là dân thôn bản hạt hàng năm rất là háo hức để là chờ đón cái ngày hội về hàng năm và cũng mong mỏi mọi người đến đây lễ bái thì đều kêu cầu cho gia đình mình là được hạnh phúc, con cái thì chăm ngoan học hành thông minh rồi là gặp vạn sự may mắn. Chính vì là đây là một cái lễ hội tâm linh và lạy mẫu là cái sự anh linh của mẫu cũng rất là anh linh cho nên con cái hàng năm về đây thì kêu cầu được việc thì người ta lại nhớ đến mẫu người ta lại về chứ chúng tôi cũng không đi vận động ai để về đi rước mẫu hoặc là đi cái lễ hội này nhưng mà tất cả người ta năm nay người ta về người ta cầu nguyện cho gia đình người ta được mọi việc được suôn sẻ thì hàng năm sang năm sau người ta lại về người ta lại tiếp tục người ta lễ mẫu người ta xin tiếp năm nữa. Tất cả các tráng sĩ quý ta giơ gậy. Lần lượt từ hạng một ta đi từ cửa đến nam tập kết về cửa bắc.
Thái Dân An đã xếp xong, xin mời lão trượng chúng ta xuống duyệt chữ. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại. Đi được một chặng đường dài, thời gian của lễ hội còn tiếp tục. Xong đến đây, ban tổ chức lễ hội Phủ Dày đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một năm được thiên nhiên ưu ái. Ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện Phú Bản, tại Phủ Dày này đã mở ra rất nhiều như là vật, như là cờ tướng, thì riêng tôi là tuổi cao thì tôi thấy là mở buổi đánh cờ người như thế này thì là nó khơi dậy cái nhân dân nhớ về lễ hội Phủ Dày và cũng là rất trí tuệ để góp vui cho ngày lễ hội. Các lễ hội nói chung, lễ hội Phủ Dày nói riêng thì lên cho nhân dân tham gia vào buổi đấu vật hoặc là cờ người, đấu vật mang chất là rèn luyện sức khỏe để lao động sản xuất và bảo vệ đất nước, và cờ người thì là rất trí tuệ. Những tiền bối của ta nhiều khi là dựa vào các thế cờ người để mà đấu tranh giữ nước.